Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review cho quý khách xem chi tiết của bộ nóc sàn cao su của xe Toyota Altis. Các đời đều giống nhau các bác nhé. Đó, bộ sản phẩm thì là gồm có ba miếng, có hai miếng ở hàng ghế trước và một cái miếng dài ở hàng ghế sau. Đó, chất liệu thì là bằng cao su các bác, và cao su rất là dày. Cao su này đấy, cao su dày khoảng 1 phân này, rất là đẹp. Đó, có cái vân tổ ong nhìn rất là đẹp và nó là sạch. Tuy là cao su nhưng không có mùi đâu các bác nhé, không mùi và rất dễ, ưu điểm của nó là dễ lắp đặt này và dễ tẩy rửa. Đây, các bác cũng bẩn chân và các bác lôi là cái xịt mấy phát là nó sạch sẽ ngay. Đó, ở bên trên có in chữ Altis theo đúng cái tên xe của các bác, rất là đẹp các bác ạ. Đó, bên này cũng Altis này. Địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Dân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bác mua hàng là cứ đặt hàng liên hệ với bên em nhận ship hàng toàn quốc. Đó, các bác không phải gì về đến tận nơi thì nó mất tiền, mất công cả. Đó, xin cảm ơn các bác nhé.